Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật giá sầu riêng ngày 29 tháng 5, 2024. Giá đi ngang. Tại khu vực miền Tây, mốt xăng kinh và Black Thorn vẫn dao động từ 105 cho tới là 110.000 đồng. Sáu hũ, chuồng bò giá 70-75.000 đồng. Ri sáo hàng đẹp 55-58. Ri sáo mua xô 45-48.000. Sầu thái hàng đẹp 90-95. Sầu thái mua xô 75-78.000. Tại khu vực miền Đông, ri sáo hàng đẹp từ 55-58.000. Ri sáo mua xô từ 45-48.000. Sầu thái hàng đẹp giá 90-95.000. Sầu thái mua xô từ 75-78.000. Tại khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp từ 55-58.000. Ri sáo mua xô từ 45-48.000. Sầu thái hàng đẹp 90-95. Sầu thái mua xô từ 75-78. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy địa phương, tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.